Emily kính chào tái ngộ quý ông bà, cô bác, anh chị em trong chương trình Thời sự Hoa Kỳ ngày 10 tháng 4 năm 2024 do đội ngũ ban biên tập Epoch Times thực hiện. Kính chúc quý khán thính giả luôn được bình an, vui vẻ và hạnh phúc. Bản tin ngày hôm nay, Emily xin gửi tới quý vị những nội dung đáng chú ý sau đây. Trump Harris ủng hộ cựu đệ nhất phu nhân Melania khi bà chuẩn bị bước vào chiến dịch tranh cử năm 2024. Tòa tối cao đề bạt thẩm phán John Merchant chấp nhận yêu cầu của Donald Trump. Đại công ty vi mạch bán dẫn Đài Loan nhận được 6,6 tỷ đô từ chính phủ Hoa Kỳ cho các nhà máy tại Arizona. Và sau đây là phần thông tin chi tiết. Kính thưa quý vị, trong 4 năm tại vị, Tổng thống Donald Trump và đệ nhất phu nhân Melania Trump đã mang đến sự duyên dáng và đẳng cấp mạnh mẽ cho Tòa Bạch Ốc. Và giờ đây, cặp đôi quyền lực đang tìm cách cùng nhau giành lại phòng bầu dục và làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại. Theo RSPN đưa tin, bà Trump chuẩn bị quay trở lại chiến dịch tranh cử vào ngày 20 tháng 4 khi tổ chức một buổi gây quỹ lớn của đảng Cộng Hòa cho đảng Cộng Hòa Lock Cabin, một tổ chức mà đệ nhất phu nhân đã gắn bó từ lâu. Thưa quý vị, trên Truth Social, Tổng thống Trump đã chia sẻ lại một video giới thiệu mối quan hệ của ông với đệ nhất phu nhân dựa trên bài hát Nothing Gonna Stop Us Now của ban nhạc cổ điển Starship. Đoạn video phản ánh khoảng thời gian của cặp đôi ở Tòa Bạch Ốc và nêu bật công việc hoàn hảo của bà Trump với tư cách là đệ nhất phu nhân, phục vụ bên cạnh chồng trong thời gian ông nắm quyền. Ngoài thông báo ban đầu về chiến dịch tranh cử tổng thống năm 2022 của Tổng thống, bà Melania Trump đã trì hoãn xuất hiện trong chiến dịch tranh cử cho đến thời điểm hiện nay. Vào tháng 1, đệ nhất phu nhân mất mẹ Amalisha Kainat, đó là khoảng thời gian đau buồn cho cả gia đình. Tổng thống Donald Trump đã nói về mẹ vợ quá cố của ông vào đầu năm nay rằng bà ấy đang tiến lên đó, cô ấy đang nhìn xuống và cô ấy rất tự hào về chúng tôi. Tôi chỉ muốn nói với cô ấy, Amalisha, bạn thật đặc biệt, một trong những người đặc biệt nhất mà tôi từng biết. Việc Melania Trump quay trở lại chiến dịch tranh cử diễn ra khi mà chiến dịch tranh cử của Tổng thống đang chuẩn bị đối đầu với bộ máy của đảng Dân Chủ của Joe Biden vào tháng 11 sắp tới. Nhưng mọi thứ có vẻ tốt hơn bao giờ hết đối với Tổng thống thứ 45. Theo tân chủ tịch đảng Cộng Hòa Michael Wadley, đảng Cộng Hòa đã huy động được hơn 100 triệu đô trong 4 tuần kể từ khi Tổng thống Trump giành được đề cử. Vào cuối tuần qua, Tổng thống Trump cũng đã phá vỡ kỷ lục gây quỹ một cách ấn tượng và mang về 50,5 triệu đô tại một buổi gây quỹ ở Palm Beach, Florida. Tòa tối cao đề bạt thẩm phán John Merchant chấp nhận yêu cầu của Donald Trump. Quý vị thân mến, thêm một tin vui cho cựu Tổng thống Donald Trump, một thẩm phán tòa phúc thẩm ở New York hôm thứ Ba đã cho phép toàn bộ cơ quan phúc thẩm thứ nhất xem xét nới lỏng lệnh bịt miệng sâu rộng đối với cựu Tổng thống Donald Trump. Tòa phúc thẩm được cho là có thể quyết định trì hoãn phiên tòa hình sự trong khi xem xét đơn kháng cáo về lệnh bịt miệng của Donald Trump. Tổng thống Trump đã kiện thẩm phán tòa án tối cao New York John Merchant tại tòa phúc thẩm hôm thứ Hai để thách thức lệnh bịt miệng sâu rộng của thẩm phán. Merchant, người đang chủ trì vụ án hình sự ở New York, đã áp đặt lệnh bịt miệng sau khi có tin tức về mối liên hệ giữa con gái của Merchant và nhà lý luận âm mưu dân biểu Adam Schiff. Lệnh bịt miệng ngăn Tổng thống Trump đưa ra bình luận công khai về các nhân chứng tham gia phiên tòa. Luật sư không phải là biện lý quận Manhattan Alvin Frost. Các thành viên của nhân viên tòa án và nhân viên của biện lý quận hoặc thành viên gia đình của bất kỳ luật sư hoặc nhân viên nào, nếu những tuyên bố đó được đưa ra với mục đích can thiệp nghiêm trọng vào công việc của luật sư hoặc nhân viên trong vụ án. Nó cũng bao gồm các bồi thẩm viên tương lai. CBS News đưa tin ngay sau thứ Hai, phiên tòa bắt đầu, toàn bộ ban phúc thẩm có thể ra phán quyết về yêu cầu dỡ bỏ lệnh bịt miệng của Trump. Luật sư bào chữa của Tổng thống Trump, Emil Bowles, lập luận vào sáng thứ Ba rằng lệnh bịt miệng tạo ra một tác hại không thể khắc phục được vì cựu Tổng thống không thể phản ứng trước những cuộc tấn công từ các nhân chứng dự kiến trong phiên tòa là Michael Cohen và Stormy Daniels, đồng thời nó ngăn cản ông chỉ trích một trong những công tố viên trong phiên tòa. Thẩm phán Cynthia Kern đáp lại yêu cầu của Tổng thống Trump về việc tạm dừng toàn bộ quá trình tố tụng với thái độ hoài nghi, hỏi lệnh bịt miệng có gì khác với lệnh tương tự được giữ nguyên trong vụ can thiệp bầu cử liên bang của Trump. Tổng thống Trump và bên công tố phải cung cấp các lập luận bằng văn bản cho tòa án trước ngày 29 tháng 4.
tòa án cũng sẽ xem xét một phán quyết riêng về việc có nên giữ vụ án ở Manhattan hay không, một địa điểm có thể có lợi cho việc truy tố. Các lập luận bằng văn bản về việc xem xét lần thứ hai phải được nộp trước ngày 22 tháng 4. Khi vụ án tiếp tục diễn ra, việc lựa chọn xét xử của bồi thẩm đoàn được lên kế hoạch vào ngày 15 tháng 4 tại thành phố New York. Đại công ty vi mạch bán dẫn Đài Loan nhận được 6,6 tỷ đô từ chính phủ Hoa Kỳ cho các nhà máy ở Arizona. Thưa quý vị, hôm ngày 8 tháng 4, chính phủ Biden thông báo rằng công ty sản xuất chất bán dẫn Đài Loan TSMC, nhà sản xuất vi mạch bán dẫn lớn nhất thế giới, đã đồng ý mở rộng đầu tư vào Arizona bằng cách hứa sẽ sản xuất những vi mạch phức tạp nhất trên thế giới trên đất Hoa Kỳ. Bộ Thương mại thông báo sẽ cung cấp khoản tài trợ trực tiếp lên tới 6,6 tỷ đô la cho công ty Đài Loan này thông qua đạo luật CHIPS và khoa học được Joe Biden ký thành luật hồi năm 2022. Theo thỏa thuận sơ bộ, công ty con của công ty này, TSMC Arizona, sẽ sử dụng nguồn vốn này để đầu tư hơn 65 tỷ đô vào việc xây dựng từ đầu 3 nhà máy sản xuất ở Phoenix. Biden nói trong một tuyên bố, Mỹ đã phát minh ra những vi mạch bán dẫn này, nhưng theo thời gian, chúng ta đã chuyển từ sản xuất gần 40% công suất của thế giới xuống chỉ còn hơn 10% và không có vi mạch bán dẫn tiên tiến nhất nào, khiến chúng ta có những điểm yếu nghiêm trọng về kinh tế và an ninh quốc gia. Những cơ sở này sẽ sản xuất những vi mạch bán dẫn tiên tiến nhất trên thế giới để chúng ta theo hướng sản xuất 20% chất bán dẫn hàng đầu thế giới vào năm 2030. Bộ trưởng Thương mại Gina Raimondo nhấn mạnh tầm quan trọng của thông báo này đối với an ninh quốc gia của Mỹ, gọi đây là một thỏa thuận lớn. TSMC sẽ mở rộng các hoạt động tại Arizona bằng cách bổ sung cơ sở thứ ba. Bà Raimondo cho biết, cơ sở mới này sẽ tập trung sản xuất vi mạch bán dẫn 2 nanomet hoặc thậm chí cao cấp hơn. Các nhà sản xuất vi mạch bán dẫn lớn nhất trên thế giới đang chạy đua để sản xuất những vi mạch bán dẫn nhỏ nhất có thể, và TSMC là một trong những hãng hàng đầu có thể đưa ra những tiêu chuẩn tiên tiến nhất. Thưa quý vị, theo một tuyên bố từ Bộ Thương mại, khoản đầu tư này sẽ thúc đẩy sự bùng nổ của AI và các ngành công nghiệp đang phát triển một cách nhanh chóng khác, chẳng hạn như điện tử tiêu dùng, xe hơi, Internet, vạn vật và điện toán hiệu năng cao. Hồi tháng 5 năm 2020, TSMC tuyên bố sẽ xây dựng một nhà máy sản xuất vi mạch bán dẫn tiên tiến trị giá 12 tỷ đô ở Arizona. Tháng 12 năm 2022, công ty này tiết lộ các kế hoạch xây dựng nhà máy thứ hai, nâng tổng vốn đầu tư lên 40 tỷ đô. TSMC thông qua các nhà máy tại Arizona sẽ hỗ trợ các khách hàng Hoa Kỳ của mình, bao gồm AMD, Apple, Nvidia và Qualcomm. Theo một quan chức chính phủ cấp cao, nhà máy đầu tiên sẽ bắt đầu sản xuất vào nửa đầu năm 2025, nhà máy thứ hai vào năm 2028 và cơ sở thứ ba là vào cuối thập niên này. Theo bà Lael Reynolds, Giám đốc Ủy ban Kinh tế Quốc gia ở Tòa Bạch Ốc, khoản đầu tư của TSMC cũng rất quan trọng đối với an ninh kinh tế Hoa Kỳ. Theo tuyên bố, TSMC cũng đang thúc đẩy đầu tư vào chuỗi cung ứng của Hoa Kỳ với 14 nhà cung cấp trực tiếp của công ty này, dự định xây dựng hoặc mở rộng các nhà máy tại Arizona hoặc những tiểu bang khác của Hoa Kỳ. Bà Raimondo cho biết, chúng tôi nghĩ rằng thông báo này sẽ tạo ra ít nhất là 6.000 việc làm trực tiếp về công nghệ cao, bên cạnh hơn 20.000 việc làm về xây dựng được trả lương cao và hàng chục ngàn việc làm gián tiếp. Thông báo này cũng bao gồm 50 triệu đô la để trợ giúp đào tạo và phát triển tài năng địa phương. Khoản đầu tư này nhằm mục đích mang lại cho nhiều nhân viên và kỹ thuật viên cơ hội tiếp cận các cơ hội việc làm chất lượng cao. Ngoài nguồn tài trợ trực tiếp, chương trình CHIPS sẽ cung cấp khoản vay khoảng 5 tỷ đô la cho TSMC. Công ty này cũng sẽ đủ điều kiện để được cấp tín dụng thuế đầu tư, dự kiến lên tới 25% chi tiêu vốn đủ điều kiện. Tuy nhiên, thì thưa quý vị, công ty Đài Loan này vẫn đang vấp phải sự chậm trễ về tiến độ. Công ty này đã lùi việc mở cơ sở đầu tiên tại Arizona từ cuối năm 2024 cho đến năm 2025. Cơ sở thứ hai đã dự kiến bắt đầu sản xuất vi mạch bán dẫn 3 nanomet vào năm 2026. Sau đó, công ty này đã thay đổi mốc thời gian này thành năm 2027 hoặc 2028. Cuối cùng, Emily và đội ngũ ban biên tập xin chân thành cảm ơn quý ông bà, cô chú và anh chị em đã chọn channel YouTube của Emily để cập nhật các bản tin hàng ngày. Cảm ơn quý vị đã luôn ủng hộ và đồng hành cùng chúng tôi. Đội ngũ ban biên tập luôn nỗ lực cập nhật tin tức để gửi tới quý vị nhanh nhất để không phụ sự kỳ vọng của quý khán thính giả.
Và quý vị hãy ủng hộ chương trình bằng cách bấm like, share và đăng ký kênh BTV Epoch Times để không bỏ lỡ những nội dung hấp dẫn từ chúng tôi nhé.